tuyết xe không cộng một pin chip không email VNTV ánh liên 19 3 2018 ảnh internet điều cay đắng nhất của một chính trị gia là gì? Đó là phải đối diện và bị trừng phạt bởi những nguyên tắc và quan điểm mà mình đặt ra. Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ TT và TT là một trong những trường hợp điển hình như vậy, là người đứng đầu một cơ quan mà chức năng của nó là quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử, phát thanh và truyền hình, thông tin điện tử, thông tấn. Nhưng ông Trương Minh Tuấn lại bị gạt bỏ một cách lạnh lùng trên báo chí, điệp khúc đăng xóa mà ông từng không ít lần đứng ra chỉ đạo nay nghiệm đúng vào ông, điệp khúc chặn các luồng thông tin độc hại, nay cũng vận đúng vào cái văn bản phản bác với hàng tá điều luật mà ông và nhóm soạn thảo đã dày công nghiên cứu và chắp bút 28 đơn. Vị trực thuộc bộ TTTT cũng phản bội ông và im lặng trước cái chỉ tay của Ban Tuyên giáo Trung ương. Và cay đắng nhất khi thanh tra chính phủ kết luận những sai phạm, chĩa mũi giáo về phía người đứng đầu bộ thì ngay lập tức đứa con thân yêu của bộ, Mobifone cho biết trên mặt báo, mình chỉ làm theo chỉ đạo của bộ và báo cáo bộ về tất cả thực trạng của nhiều người sau khi đọc phản bác của bộ TT và TT, và ngay sau đó phản bác bị xóa, họ nghi ngay đến một sự trừng phạt, và có vẻ người đứng đầu bộ đang kêu lên những tiếng kêu cứu. Nhưng ai cứu, cứu ai? Sau khi làm rõ tội trạng và sau khi những giá trị về số mệnh chính trị được sắp đặt xong, có khi chính lần phản bác và kêu cứu này lại sẽ là một trong những tình tiết tăng nặng trong đảng. Theo đó, ông Tuấn sẽ bị truy xét vì đã làm phức tạp thêm tình hình, rối loạn thông tin về chủ trương của đảng và nhà nước, và giả như ông kết thúc một số phận chính trị trong sự kiện liên quan đến định giá cao để lấy ngân sách nhà nước thì liệu ông có thấy chính mình trong cuốn sách do ông chủ biên mang cái tên rất kiểm soát tư tưởng, phòng chống, tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay? Chưa dừng tại đó, câu chuyện sáng đăng, chưa gặp, chiều gỡ là ác mộng của rất nhiều độc giả, của những nhà báo chân chính, nay trở thành một ác mộng của chính ông Trương Minh Tuấn. Nó như cái còng số 8 khiến những lời dù kêu cứu, giải bày của ông đã không thể tồn tại được quá 1-2 hờ ngày. Cũng phải thôi, vì ông nhiều lần chủ trương, tuyết còi, làng báo, mặc dù họ ngây thơ thực hiện đúng sự nhắc nhở, khuyến nghị của ông về việc sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước đối với báo chí không ngăn cản tự do ngôn luận, không ngăn cản thông tin đa chiều, hay gọn hơn là báo chí không bị kiểm duyệt. Suy cho cùng, ông bị khóa miệng bởi chính những gì mình viết, phát ngôn, hành động trong cái thời còn đương quyền cao chức trọng, khi mà những lỗi sai phạm còn chưa được phát lộ ra. Nhưng vì sao người đứng đầu bộ TTTT phải làm như vậy? Phải xé rào một cách đầy mạo hiểm như vậy? Sinh mạng chính trị của người đứng đầu bộ này có gì đáng chú ý? Facebook A Quang Vũ Trần trong một chia sẻ khá thú vị trong ngày 17.03, đó là ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960, ông quá một tuổi nếu theo quy định chọn nhân sự lần đầu tham gia ban chấp hành TW và dư luận đặt ra câu hỏi, ông giỏi hay có tài năng đặc biệt? Facebook A này nhìn nhận, vì ông Tuấn có học vị tiến sĩ, lại có hẳn một cuốn sách đứng đầu về trong diễn biến hòa bình nên thiên về tài năng đặc biệt. Cho đến khi tìm đọc cuốn sách và nhận ra, không tầm lý luận, không luận điểm mới, nhưng đúng thời điểm đảng đang cần báo chí được quản lý gắt gao hơn thời kỳ ông Tuấn, và ông Tuấn là người tích cực trong vai trò chỉ huy của quy hoạch chiến lược báo chí, một loại tài liệu mật cho đến nay. Và hiện tượng tiêu cực của báo chí không những không được giảm mà có phần gia tăng đáng kể, và vấn đề tôn trọng sự thật của báo chí thời ông Tuấn đang có vấn đề qua vụ bộ này xử lý một cơ quan báo chí đăng vụ Xuân Anh, Đà Nẵng. Facebook A Quang Vũ Trần chia sẻ, câu chuyện tôn trọng sự thật càng đáng được nhắc lại hơn khi mà tình trạng báo chí sáng đăng chưa gặp chiều gỡ như đề cập trên diễn ra nhiều đến mức mà ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một phiên họp trực tuyến chính phủ phải đòi xử nghiêm những chiêu
Trò làm vừa lòng đảng trong thời gian qua với thùng sắt, chống diễn biến hòa bình mà ông Trương Minh Tuấn phát động, chỉ huy chưa làm hài lòng tất cả. Và nó cũng chưa thể là điểm cộng để xóa những tội trạng hoặc liên đới. Tội trạng mà ông gây ra với ngân sách nhà nước, trong cái thời kỳ mà đói đến mức lính tư tưởng cũng phải bò ra đường xin ăn. Tuyết xe không, cộng một pin chít không email.